là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Chúng con vui mừng hân hoan, cảm ơn Chúa trong những ngày cuối năm, Chúa đã thương ban cho người chị em chúng con một hồng ân, đó là hết ung thư vú, được lành tính để trở về quê hương, để thờ lại các đấng mà chị Điệp đang tôn thờ. Các đấng đó là chị Điệp đang là đạo Chúa, cho nên chị về quê hương chị thờ Chúa theo cái đường hướng của giáo hội Công giáo. Thì sau 5 tháng rưỡi chị ở đây để điều trị, có những lúc hết sức là ngặt nghèo quằn quại, có những lúc mạnh khỏe. Hôm nay chị đã được lành tính rồi. Chúng con cảm ơn Chúa là đứng vào lòng thương xót đã chúc phúc và chữa lành cho chị. Cha cảm ơn tất cả những anh em trên cộng đồng mạng 5 tháng rưỡi qua đã cùng với cha để cầu nguyện cho chị Điệp. Và chúng con cảm ơn chú Năm và anh Tám và tất cả các thầy đã hết sức là tận tình để lo cho người chị em của chúng ta hôm nay được lành bệnh. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nên Cha trì đến, nên Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đến tất cả ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha để con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa cần nhớ những cô chúng con cho con xin nhớ đến. Chúng con kỳ gì dân Chúa nhân từ cho các đàn linh hồn được dân cho nghỉ ngơi. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời mọi người ngồi xuống. Trước tiên là ngày chúng con xin chào chú Năm, xin chào anh Tám và tất cả mọi người nhé. Bây giờ trong cái buổi ra diện hôm nay giống như là mình ngồi mình trần tình hết ha. Tại vì mình ra nhiều quá rồi, chứ sao mình viết vẽ dời thì nó nhàm quá ha, nó nhàm quá. Bây giờ cha nói cái nhiều ý một chút, rồi trong đó có chú Năm anh Tám cũng nói ít lời về vấn đề mà nhắc nhở cho các bà con ở phòng trọ, cũng như anh Tám mà nhắc nhở cho họ về có cái nguyên tắc khám á. Về phía cô Nguyễn Thị Mộng Điệp này thì là người Công giáo cuối cùng ở trong phòng khám này. Còn hiện tại thì tất cả những người đang có mặt trong phòng khám thì toàn là những người khác tôn giáo thôi. Tôn giáo khác, Phật giáo, Cao Đài hay là không tôn giáo. Còn Công giáo thì có cô Điệp là người cuối cùng. Thì không phải là cha phân biệt tôn giáo, nhưng mà cha có cái nỗi khổ riêng của cha không chữa được cho người Công giáo. Là vào năm 2014 đó, thì giáo hội Công giáo kết luận cha là người lạc đạo, kết luận cha là người lạc giáo, có nghĩa là đi sai cái đường hướng của giáo hội, trên tinh thần là ăn cây cỏ mang hạt giống và bác quyền thánh Phêrô. Thì từ chỗ đó thì giáo hội Công giáo là phạt dạ tuyệt thông, tiền kết chứ chưa có hậu kết. Tiền kết có nghĩa là mới phạt thôi, mới rút phép thôi, rút thôi. Giống như cầu thủ đá banh mà thẻ gì còn đá được, thẻ đỏ, thẻ vàng, thẻ vàng, thẻ vàng còn đá được, thẻ đỏ là rồi, hoặc thẻ vàng thôi. Đưa ra cầu thủ dự bị chừng nào ăn năn sám hối, tập sự tốt rồi cho vô trả lời. Nhưng mà cha thấy như thế này, cha thấy nếu như mà cha đi theo con đường đó thì cũng tốt, vì con đường nào cũng thờ Chúa, đạo nào cũng tốt mà. Nhưng mà cha thấy còn một cái tốt hơn nữa, chú Năm con nhận không? Ví dụ như là núi này cao còn có núi kia cao hơn, hay là người ta gọi là cao nhân tác hữu cao, cao nhân cao, cao nhân trị ha, cao nhân tác hữu, cao nhân cao, cao nhân trị, người giỏi có người giỏi hơn, phải không chú Năm? Thế thì đạo Công giáo như vậy là hết mức ấy. Nhưng mà còn một cái con đường đi cao hơn đó. Ví dụ cha giải con đường này năm 2014 thì á, đi theo Chúa nè, ai cũng đi theo Chúa, đi theo Chúa thì bây giờ là nó chia ra cái đây đó, tất cả mọi người đi theo Chúa là coi như là anh cứ đi theo thôi, anh cứ đi theo Chúa, đi tới đây
Rồi cái phần còn lại là Chúa lo. Chúa lo. Nọ. Cứ đi theo Chúa đi. Ở cái khúc sau còn lại Chúa lo. Nhưng mà cha ngoài cái chuyện cha đi theo Chúa, rồi cha đi nữa, cha không dừng lại. Ha. Bây giờ cụ thể nói luôn nè. À, ví dụ như bây giờ đi theo Chúa, ở bên nào con giáo đi theo Chúa ăn động vật. Đó. Ăn động vật. Chết. Chúa lo. Rồi. Còn bây giờ cha cũng đi theo Chúa, nhưng mà cha ăn cây cỏ. À. Rồi, cha đi tiếp. Đó. Ăn động vật, chết, chờ Chúa lo. Còn cha ăn cây cỏ, cha đi tiếp. Cha không nghĩ tới chết nữa. Nè, đương nhiên chết là phải chết. Chết là phải chết. Nhưng mà người theo Chúa ăn động vật rồi, tới đây là xong, chấm hết, chờ Chúa lo. Nếu chết thì Chúa lo, Chúa rước, Chúa cứu, Chúa đem về. Còn cha bây giờ cha ăn cây cỏ, cha đi tiếp. Còn nếu chết thì cha coi như là cha khó thác, cha không biết gì nữa. Nói chung năm 2014 cha giảng về đại khái là như vậy nha. Đại khái là như vậy. Cuối cùng là cha bị hạt dạ thì không tiền chết. Tại ơi nói thiệt. Nói giờ nói cho đúng nghĩa, cha mừng vô cùng. Nếu mà cha ở trong nói cha ăn động vật riết chết. Ăn riết chết thôi. Chứ không có gì nữa. Cho nên phạt cha ra là cha mừng vô cùng. Thì từ cái chỗ đó nó mới có một cái kết quả ngày hôm nay là vào thời điểm đó thì cô Điệp là cái người giáo xứ của cô Điệp là giáo xứ Bạch Lâm, phải không? Mà giáo xứ Bạch Lâm nổi tiếng của giáo hội Xuân Lộc là nơi đó là nên Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ Bạch Lâm hiện ra, nhưng mà giáo hội công giáo thì chưa công nhận. Thì ông cha xứ đó dễ gì ông dắt về. Tao là đang là cha xứ của nhau của giáo xứ Bạch Lâm mà nơi Đức Mẹ hiện ra mà nửa đêm người ta còn bao xe tới giếng mà. Chẳng lẽ giờ mà đương không tôi dẫn mình đi chữa bệnh. Thế thì cô Điệp mới đến nhà cha Tân ba lần để mà năn nỉ lại lục dạ ổng. Thì ổng mới dẫn đi phải không? À, chuyện này nó có trong lệ đĩa mà. Thì khi đó cha Tân xuống, cha Tân mới hỏi cha là tại sao mà cha khó khăn đến mức độ là cha buộc các cha phải dắt về. Rồi giai đoạn sau là Đức Giám Mục, rồi giai đoạn sau là Hồng Y, giai đoạn sau là Giáo Hoàng. Cha đã trả lời với cha Tân hết rồi. Thì coi như là đối với người công giáo là phải theo cái nguyên tắc đó thôi. Tại vì cái quyết định của người của giáo hội công giáo là cho là cha là bị sai. Thành thử ra không cho mọi người công giáo chơi chung với cha nữa. Cho nên bây giờ tất cả những người công giáo mà muốn chơi chung với cha là phải có cha mẹ dắt về. Cha dắt về chứ không có mẹ, ở đây không có mẹ. Thì bây giờ là linh mục dắt về thì bị giám mục phạt dạ tiệt không. Vậy thì linh mục không dắt được, không dám dắt con chiên. Vậy thì giờ chỉ cần cha bị dạ tiệt thông là đủ rồi. Cha không muốn các cha khác bị. Cho nên cha bác linh mục, cha đưa qua giám mục. Bây giờ giám mục không dắt về thì giờ bàn tới Hồng Y. Hồng Y không dắt về thì bàn tới Giáo Hoàng. Mình cứ bàn tới hoài giống như giờ ông là trưởng ấp nè. Bây giờ tôi thưa ông xử không được thì tôi phải bàn tới ông xã nè. Thấy không nè. Ông xã xướng được bằng huyện, huyện bằng tỉnh, tỉnh bằng trung ương, coi tới đó coi nó ra kết quả gì, chú Năm đồng ý không? Thì giờ mình bàn tới ông linh mục không được rồi. Hễ ông linh mục dắt về thì ông giám mục cạo đầu, kẹt vô cùng. Và ông giám mục dắt về thì ông Hồng Y cạo đầu, mà ông Hồng Y dắt về thì ông Giáo Hoàng cạo đầu. Vậy thì giờ ông Giáo Hoàng dắt về khỏi ai cạo ai? Thế nè, đó là cái mà cha tạo điều kiện cho người công giáo được cứu, chứ không phải cha khó đâu nha. Cha không có khó đâu. Cũng có nhiều cha thắc mắc là, cũng có nhiều người giáo dân thắc mắc là tại sao mới đưa cha sở đưa vậy. Không biết là cái chỗ này là cha có những suy nghĩ gì không? Thì con cũng thắc mắc như vậy đó. Một số người họ cũng nói là tại sao mà cái thủ tục hành chánh của cha Tường hành hạ như vậy, nó khó khăn như vậy, nhiều cha sở lại bận rộn, rồi mà cha Tường lại đòi hỏi các cha sở phải đưa con chiên về, rồi đến một mức nào đó, đến ngày tháng nào đó lại cha Tường lại đòi hỏi chính Đức Giám Mục lại đưa con chiên về. Như vậy cái thủ tục hành chánh nó nhiêu khê, như vậy là cha Tường không có lòng thương xót.
Thì cha trả lời là sao? Hồi nãy tụi con đưa ra hai cái thư này là tụi con khẳng định tụi con là người có lòng thương xót. Cha công nhận chỗ này chưa? Nhưng mà tại sao đã có lòng thương xót với thư này rồi mà sao không có lòng thương xót luôn? Mà tại sao ông phải bắt mấy cha đưa về để tới viên giáo một, rồi tới viên hồng y, rồi tới viên giáo hoàng? Ví dụ, bây giờ mình ví dụ, bây giờ trong gia đình mình có một người bị trộm số, nó chửi, nó chửi quan, bắt đầu mình đưa vô, mình nhờ chính quyền ấp giải quyết, chính quyền ấp nó giải quyết kiểu nào đó mà mình thấy mình chưa hết quan, cái mình kiện lên xã. Cha công nhận gì không? Mình đi cấp nữa à, bây giờ ấp xử tôi vậy đó mà tôi thấy tôi chưa có mãn nguyện, tôi nhờ chính quyền cấp cao hơn xử giùm tôi, rồi xã xử cũng thấy quan nữa, thấy quan ít quá xử chưa mãn nguyện, giờ lên huyện, huyện xử cũng quan ít nữa, giờ lên tỉnh, tỉnh xử cũng quan ít nữa, giờ lên trung ương, tới nơi cuối cùng coi là cấp cao nhất giải quyết cho tôi đừng có quan, để tôi sống cho nó vui cuộc đời, vì tôi thấy tội tôi đâu có đáng mà phải buộc tội tôi như vậy. Thì một người phạm tội thì nếu xử quan người ta có quyền đi từ cấp. Vậy thì để giải quyết cho các cha hay là mọi người nói rằng cha Tường không có lòng thương xót mà hành hạ con chiên, ngày 23 tháng 5 năm 2014, đây là cái thông báo chính thức của Tòa Giám mục Vĩnh Long. Thông báo chính thức của Tòa Giám mục Vĩnh Long thông báo như thế nào? Cha Tường đã đi sai cái vấn đề nè. Sau khi nghe cha Phêrô Tường giải thích lập trường của cha về những điểm giáo lý mà cha đã giảng dạy tại hội đạo thành thế Bến Tre và nhà riêng của cha tại hội đạo vùng lớn Trà Vinh, cùng với những CD và những phương tiện truyền thông internet để rao truyền những sai lạc về giáo lý của Giáo hội Công giáo, qua quý cha trong các ban nói trên đã trình bày là những điều, những điểm tính lý theo giáo lý tinh tuyền của Giáo hội Công giáo, nhưng cha vẫn ngoan cố trong lập trường sai lạc của cha bằng những hình thức cũ. Có nghĩa là các cha đã kết luận rằng là cha Tường đã sai giáo lý tinh tuyền của Giáo hội Công giáo. Vậy thì bây giờ kết luận căn cứ luật của Giáo hội Thánh điều 1364, tôi đứng bản quyền Long tuyên bố cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị phạt dạ tuyệt không tiền kết do bởi anh giảng sai giáo lý tinh tuyền của hội thánh. Đây là thông báo rõ ràng là bắt đầu phạt dạ liền, vì anh sai giáo lý tinh tiền, bây giờ tôi phạt anh liền tại chỗ theo giáo luật điều 1364. Điều thứ hai, căn cứ luật của hội thánh điều 1331, nhiều điều quá. Từ nay cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị cấm, thứ nhất là cha không được cử hành mọi bí tích kể cả á bí tích. Vậy thì một người giáo dân được lãnh nhận bí tích và á bí tích, ví dụ như bí tích là được rước lễ, được xưng tội, được sức dầu bệnh nhân, đó là 7 bí tích. Á bí tích là được làm phép nhà, được làm phép xe, được làm phép xuồng, được làm phép đủ thứ. Cha công nhận cho này không? Hiện giờ linh mục Nguyễn Văn Tường không được lãnh nhận bí tích kể cả á bí tích. Vậy thì đó là người công giáo hay là người ngoại đạo? Đó là một cách người ngoại đạo. Cách thứ hai, cấm cha không được hành xử mọi chức vụ và quy tụ tất cả mọi người cử hành. Nè, như vậy kể từ nay mọi việc quy tụ, nè cha đọc kỹ nè, số 3. Nè, kể từ nay mọi việc quy tụ cử hành phụng vụ giảng dạy của cha Phêrô Nguyễn Tường đều bị cấm. Đồng thời đọc, cha đọc lời số 4 nè. Đồng thời cấm tất cả anh chị em giáo dân tham dự mọi việc cử hành phụng vụ và giảng dạy do cha Phêrô Nguyễn Văn Tường phục quy tụ. Ngang qua cái thông báo này thì đương nhiên là nếu ngày hôm nay mà con chữa bệnh mà một người công giáo mà trở về với con không có một cái phép của cha sở thì rõ ràng con là người quy tụ. Vậy thì nếu mà ông cha Tường quy tụ như thế là ông cha Tường không dâng lời về trên. Tuy rằng cha Tường bị dạ tiệt thông nhưng vẫn đang dâng lời về trên là không quy tụ. Bây giờ con cũng có quyền con quy tụ mọi người đến con chữa bệnh nếu luật pháp nhà nước cho phép. Nhưng mà nếu con làm như vậy là con do bởi con còn đi tu, do bởi con là linh mục, cho nên con vẫn thi hành cái lệnh truyền của hội thánh là phải dâng lời trọng hơn của lệnh. Cha thấy nghe chỗ này rõ ràng không?
Hy vọng rằng các cha nghe được cái clip này để các cha hiểu được ông cha Tường lòng ổng còn tu, ổng muốn tu và ổng là đang là linh mục. Chứ chưa có ai có quyền mà cấm chỉ ổng, chưa có một cái chiếu chỉ nào chính xác của tòa thánh đưa ra là cấm tuyệt đối ông. Ông không được xưng cha xưng chú gì đấy. Tôi đang là linh mục mà. Chưa có một cái sắc chỉ nào có quyền cấm cả. Vậy cha công nhận cha Tường vẫn là cha mà. Vậy thì khi anh còn là cha thì anh phải tuân thủ theo cái thông báo của bề trên cấp cao của tòa giám mục Vĩnh Long là anh không được quy tụ. Vậy nếu ngày hôm nay anh hiểu anh Điệp này về đây mà không có phép của cha xứ thì có phải là cha Tường quy tụ không cha? Là con sai, là có nghĩa là con không nhân lời. Vậy nếu tâm hồn con không còn tu nữa thì con quy tụ đâu nó con được. Nhưng mà vì con còn tu, còn dâng lời về trên cho nên con không dám quy tụ. Vậy đây không phải là lỗi của con. Vậy đây chính là cái lý do mà cha phải dẫn về. Còn ngày hôm trước ký giấy dẫn về thì cha nên nhớ rằng bệnh này là bệnh lớn, bệnh này là bệnh chết người, pháp lý phải rõ ràng. Mà các cha xứ ký như vậy cho thấy rõ ràng, làm sao cha dám chữa bệnh? Cha dám chữa bệnh không? Mà ở đây trị bệnh có chết người chứ không chết. Mà trâu sống không ai cầm cả, trâu ngã thiếu gì kẻ cầm dắt. Vợ con bệnh vậy nó mà ở nhà con chết con sao nữa, mà ở đây chết con là lại. Phải nhân nè, làm sao vợ tôi chết rồi. Tất cả các cha đăng ký như vậy cha giáo chữa bệnh. Về mặt pháp lý cha không dám, người ta đâu gửi con ta đến chữa bệnh mà cha ta lẹt cho chữa bệnh. Chết rồi cha phải ở tù. Tôi ký cho con tôi là rửa tội ở xứ này thôi mà. Cha sở chánh tòa nhà thờ Thanh Hóa đàng hoàng. Cha thấy rõ ràng rồi, hai cha hôm nay ký cũng y vậy mà, đâu có cái khác. Vậy về mặt pháp lý con không dám chữa bệnh, vì cha sợ không có nhờ con chữa bệnh hay là không có biết con chữa bệnh, chỉ ký như vậy thôi chứ không biết gì việc chữa bệnh này. Lỡ con chữa bệnh mà có chết người là cha xứ đó, bây giờ anh quy tụ con tôi nè, con chiên tôi chết rồi anh phải chịu trách nhiệm nè, cha thấy khó không? Và chính vì các cha ký như vậy cho nên con chiên không có cơ hội đến chữa bệnh. Vậy thì con phải đưa lên một cái cấp, con kiện lên cấp trên để được con chiên được chữa bệnh. Cha công nhận không? Bây giờ chẳng lẽ cha Tường chữa được ung thư mà ngồi dòm con chiên chết vì ung thư sao? Vậy thì cha Tường phải cố gắng kiện lên cấp trên để giải quyết cho con chiên được chữa bệnh. Cha thấy chỗ này con có hành hạ các cha không? Sư hành hạ hợp lý. Hợp lý, hành hạ. Gọi là hành tội hợp lý. Sao các bạn ở dưới nghe đúng không? Gọi là hành tội mà hợp lý, đúng không nè? Hợp lý là hợp với cái pháp lý. Pháp lý anh đưa ra vậy thì tôi hay phải hành vậy. Nó hành xử hợp lý. Mình nói hành tội quá đáng, nó hành xử hợp lý. Cha không hiểu không? Mà cha dùng từ hành hạ hợp lý. Còn con là nói vui cho vui là hành tội hợp lý. Nhưng nó đúng nghĩa là hành xử hợp lý. Và một cách nào đó các chủ tranh để quan tâm đến công chuyện về linh hồn rồi là về Phật. Đúng. Tại sao cha nói quan tâm? Tại sao chỗ này? Ngày xưa Chúa Giêsu đi rao giảng, Chúa Giêsu vừa rao giảng vừa chữa lành. Thì ngày hôm nay tôi thay mặt Đức Kitô, tôi là Antichrist. Tôi là Đức Kitô thứ hai. Vậy thì tôi phải vừa rao giảng vừa chữa lành luôn. Nếu tôi chữa không được, tôi nhờ bạn tôi chữa. Cha công nhận cho đây không? Vậy thì ngày hôm nay bạn của tôi chữa mà tôi không đưa con chiên tôi đến, làm sao bạn tôi chữa được? Mà bây giờ đưa đến đưa như vậy, ai dám chữa chứ? Đây là mạng người mà mình đâu có dám coi người ta như cỏ nát được chứ. Giờ mình đang đi tu, mình thấy con dâng lời. Cha thấy con hành xử và hợp lý ha. Một cách hành tội hợp lý. Vậy tại sao 3 tháng Đức Giám Mục phải đưa? Bởi vì trong 3 tháng này các linh mục bổn sở không chịu đưa gì hết. Bằng chứng là các bạn ở dưới thấy bao nhiêu người về tới cổng rồi, cha sợ không dám về phải đi. Nếu cha quy tụ vô đây cho chữa bệnh là cha bất hợp pháp, không hợp lý nữa. Vậy thì các sợ, cha sợ không chịu đưa về mà còn hành hạ con chiên nữa, còn nói này nói nọ nói kia làm cho con chiên buồn nữa. Đó, như vậy thì bây giờ các cha sợ không nhận về, con phải đưa lên một kiến nghị cấp trên nữa là Đức Giám Mục. Mà tại sao 3 tháng mới tới Đức Giám Mục? Là bởi vì cho anh rộng thời gian đến suy nghĩ. Chứ nếu không là một ngày một là đưa lên nó một liền. Không để quan, ung thư quan là chết. Nếu mình để 3 tháng là chết quan. Mà cha để 3 tháng là cha còn thương các Đức Giám Mục. Cha còn có lòng thương xót. Tuy cha hành hạ thiệt, nhưng mà trong cái hành hạ có lòng thương xót. Nó. Vậy thì nếu 3 tháng nữa mà Đức Giám Mục không dám về thì buộc phải kiện lên Đức Không Yên. 3 tháng nữa kiện tới Đức Không Yên.
Vì cha Tường không bao giờ đứng nhìn con chiên chịu chết, vì cha Tường cứu được. Cha khẳng định là cha cứu được con à. Và cha đã cứu nhiều ca lắm rồi, cha không muốn nói ra. Thế nè, cha cũng có lên mạng, có giấy tờ đâu đó đàng hoàng. Hành chánh thủ tục của nhà nước, của đông y, của tây y có đầy đủ hết. Cha ký cái rầm rầm nóng ngọt đùng đùng vô, nhưng có hành chánh thủ tục, có pháp lý rồi. Cho nên cha mới tuyên bố rằng cha chữa được ung thư, cha đâu thể đứng nhìn con chết được. Cha đấu tranh cho con mà, con không hiểu cha. Con làm quá cha chữa con không được, bởi vì cha làm sai pháp lý cha chữa không được. Cha công nhận như thế không? Nếu cha chữa ẩu cho con là cha sai pháp lý, con cũng đi chết. Hắn này không vui vẻ để chữa bệnh con. Vì thế cha mới đưa lên 3 tháng nữa Đức Hồng Y. Rồi Đức Hồng Y mà không được nữa, cha đưa lên Đức Giáo Hoàng, mà Đức Giáo Hoàng không chịu nữa thì tụi con đi chết chứ không phải cha. Tụi con giáo bị dạ tuyệt thông, bị cha Tường phạt dạ tuyệt thông. Giờ đây ai tuyệt thông ai hỏi lại. Giờ đây giáo hội tuyệt thông cha hay cha tuyệt thông giáo hội? Hai chỗ này phải hỏi lời liền. Vì con trả lời cho cha về cái phía mà các Hồng Y giáo mục phải về rồi đó. Mình phải nói rõ ràng chứ. Sau khi tới Đức Giáo Hoàng mà không dẫn con chiên về thì lúc đó là rõ ràng con làm con sai. Mà hãy con làm con sai thì con không làm, mà hãy con không làm thì rõ ràng là con chiên đi chết. Linh mục đi, ung thư đi chết, Giáo Hoàng ung thư đi chết. Đó có phải là cha Tường đang tuyệt thông hay là nói cho sát sườn là anh tuyệt thông anh, chứ không phải cha Tường tuyệt thông. Hiểu một cách nôm na là cha Tường tuyệt thông, nhưng hiểu cho đúng nghĩa là tự anh tuyệt thông anh. Anh không hiệp thông với tất cả và mọi người. Anh thấy cái điều đó tốt mà anh không chịu hiệp thông. Anh tưởng anh là giỏi, anh cho anh là hay. Nếu anh là hay anh ở nhà anh chữa bệnh cho con anh đi đây làm chi. Nhưng mà rõ ràng anh chữa không được. Rõ ràng giáo hội đang tuyệt thông giáo hội như chỗ này cha. Cho gì cho thông báo cho các giám mục rõ ràng, coi chừng cha đang tuyệt thông con chim của cha. Cha đang đưa nó đi vào con đường chết. Nếu cha không mở ra cứ hút mắt chỗ này. Là cái thứ này đấy. Vì cái thư này đây mà cái hàng giáo phẩm đang tuyệt thông con chiên. Nhưng cha nói thêm, hiện nay các linh mục viết thơ dẫn con chiên về nhiều lắm. Nhưng mà trong giáo hội Công giáo nó có hai hàng thôi. Một là giáo dân, hai là giáo sĩ. Giáo dân là ai? Là những người theo đạo. Mà những người theo đạo được chia ra nhiều cấp, là giúp lễ, là ca đoàn, là rồi là thanh thiếu niên, là thiếu nhi, là nam phụ lão ấu, các nhóm. Còn giáo sĩ có 3 cấp: nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Nhất phẩm là giám mục, nhị phẩm là linh mục, tam phẩm là phó tế. Mà nhị phẩm đã đưa con chiên về rồi thì nhất phẩm nó sao không được? Nhị phẩm là người thay mặt Chúa tha tội cho anh rồi, mà nhị phẩm đã đưa về rồi thì tam nhất phẩm đâu có gì gọi là khó đâu chứ. Thì coi như nhất phẩm đưa chứ còn gì nữa. Chỉ là cái tước hiệu thôi. Chỉ là cái tước hiệu thôi chứ đâu có gì. Nhất phẩm chỉ là tước hiệu. Cha là linh mục, cha giải tội được theo đức tin người Công giáo. Cha làm hết các bí tích cho con chiên được mà. Thì linh mục, giám mục cũng làm vậy thôi. Mà cha đã làm được thì cha đưa về đây được. Thì giám mục có lạ gì đâu mà không đưa. Tại anh còn mắc cỡ anh không đưa thôi. Tại anh thấy anh sai chỗ là anh đang làm vậy. Đó, nó lòi ra chỗ. Tại sao anh không đưa về? Bởi vì anh ăn động vật anh sai. Cái chỗ đó mới giải thích tiếp. Đã nghe được. Cho thấy nghe được. Vậy con giải thích chỗ này cho thấy cho vừa bụng chưa? Vâng, con cũng nói là cái sự hành tránh nó hợp lý. Và nó cái mấu chốt nó ở là cái tờ bản tuyệt thông. Đúng, mấu chốt chỗ đó. Vậy thì bây giờ để giải quyết cái mấu chốt này là xong. Mà mấu chốt này ai giải quyết đây? Thì cha phải suy nghĩ liền cái mấu chốt này ai giải quyết nha. Chứ con không giải quyết. Ai cột thì người đó tháo. Cái này con đâu có cột. Cha công nhận không? Cái này con không cột cho nên con không tháo. Con tháo là được liền. Nhưng mà con không tháo. Vì mình người ta cột mình tháo người ta buồn. Người ta cột mình tức là tại sao? Bây giờ thí dụ như giờ mình có con bò, mình dẫn nó đi ăn xong mình dẫn gì mình cột lại là mình thương nó đó. Chứ mình ghét nó là mình thả rút dao thả lỏng thì nó đi chúng chặt nhượng người ăn chết hết vậy. Vậy thì tao cột mày là tao thương mày. Dám một cột cho Tường là đang thương cho Tường. Vậy em cho Tường ngu gì tháo. Để cho dám một cột. Mình giống như con bò của Đức Cha thôi. Thì Đức Cha cột mình là Đức Cha thương mình, không cho mình đi vậy. Vậy mình phải mừng chứ. Vậy mình tháo chứ chỗ này. Để cho người cột họ tháo. Vậy chỗ này là con và cha không tháo. Nhưng con tâm tình với cha chỗ này để cha hiểu. Mà hôm nay cha dẫn về cha không quốc ức.
Chứ không phải cho uất ức tại sao mày phải bắt tao dẫn về, phải không? Vậy cha không còn uất ức chỗ này nữa, phải không nè? Rồi ở đây cha trị bệnh bằng công nghệ chứ cha không có trị bệnh bằng cái mê tín gì đâu, không có đặt tay chữa lành hay là trùm giải đỏ lên để cầu nguyện, không có thuốc đàng hoàng, thuốc đâu đó đàng hoàng. Và công nghệ này đã được thuyết trình với các nhà khoa học đồng hành cả nước rồi, đâu vào đó. Hai người này với người này đã có mặt ở Hà Nội rồi, đã từng xuất hiện ở Hà Nội rồi, đã có mặt ở cả nước rồi. Cái nguyên tắc này cha đã nhắc cho cha Tân rồi ha. À, một chuyện. Chuyện thứ hai thì cô Mộng Điệp trong quá trình điều trị ở đây là 5 tháng rưỡi không? 5 tháng rưỡi. Thứ nhất là cha rất là khen ngợi cô là bởi vì cô đã trung thành ăn cháo nano theo phác đồ. Hôm nay cô đã được lành tính. Nhưng mà trước khi cô lành tính thì thời gian vừa qua cô chữa khoảng chừng 3 tháng rưỡi thì có ông Trần Xuân Tư là ông chủ tịch hiệp hội những nhà lao động sáng tạo Việt Nam đó, ở ngoài Hà Nội đó, ông vô đây ông khảo sát. Trước khi ông vô ông cũng biết cha là đó rồi, ông đã hiểu được cha, biết cha rồi. Rồi bây giờ tất cả những người đây cũng là hiệp hội những nhà lao động sáng tạo. Thì ông Trần Xuân Tư cũng đã vô đây ông khảo sát con rồi. Thì ông thấy là cái khả năng lành tính của con là rất cao. Còn ai muốn chia sẻ tiếp nữa nào? Bởi vì chúng tôi muốn là tìm hiểu thực tế ung thư vú trong nghe không bằng một thấy mà. Đúng rồi. Ai ung thư vú là sinh ra ba năm vâng. Không ngại gì, đây là y học. Con thưa cha, thưa thầy, con vô đây là con tên Điệp, con ở ngoài Đồng Nai. Con vô đây hôm nay được là đúng 3 tháng rồi, nhưng mà từ ngày con đang điều trị ở bệnh viện, con đã vô hóa chất được 3 toa. Nhưng mà người con không có sức khỏe. Thật sự là mỗi một lần vô hóa chất về là rất là kinh sợ. Không có một cái tí sức khỏe nào mà sức sống nào để mà sống nữa. Khi con vô tới cha thì con theo phác đồ. Con theo phác đồ thì riêng về cái sức khỏe mà con ăn cháo, thật sự là nó khỏe. Không bao giờ sức khỏe con nó bị đi xuống. Đó là về cái cháo nano. Còn về cái thuốc và cái biến chuyển từ cái cục bíu của con vô đây hồi đấy là nó rất là to, nó to bằng cỡ như tay con đang tả đây. Nhưng mà cái cục bíu thì nó vẫn phải hành mình để cho nó ra được cái nước dịch đó. Thì nó ra được cái nước dịch đó thì nó rất là nhức, nhưng mà nó nhức thì nó mới ra được. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì nó chỉ nhỏ, còn có nhiêu đây thôi, nó còn bé xíu lại thôi, mà tất cả mọi nơi nó đã gom rồi. Cho nên bây giờ chúng con đang phải đấu tranh với sự sống của mình và cái phác đồ. Nên chúng con cần phải có sự kiên trì để theo cái phác đồ của cha, để chúng con được lành bệnh để trở về. Cuối cùng con cảm ơn cha rất nhiều và các thầy. Rồi, cảm ơn cô. Do vậy mà đến một giai đoạn nào đó, tức là gần đó thì tất cả chúng ta, cha chú Năm, anh Tám với con đi ra ngoài Hà Nội. Đi ra đó để mà trình bày cái công nghệ, hay nói đúng hơn là giao lưu công nghệ này với các nhà khoa học đầu ngành cả nước. Thì các nhà khoa học đầu ngành cả nước cũng đã xác nhận là công nghệ này là chữa ung thư, hỗ trợ điều trị chữa ung thư. Như tất cả các nhà khoa học này đều thống nhất chung một cái ý, tức là chúng ta nâng hệ miễn dịch, và như anh Thanh nói là hợp với lại tự nhiên và không khí môi trường vân vân. Thì tôi nghĩ là hôm nay cái cậu và đảm đạo hay là chia sẻ hay là tọa đàm của chúng ta rất thành công ở chỗ, tức là chúng ta có tiếng nói chung, tức là gì, thiên địa nhân là một thống nhất này, thế rồi là cân bằng âm dương vũ trụ, rồi con người là một tiểu vũ trụ cân tuân thủ quy luật của đại vũ trụ, rồi vân vân, tức là mỗi nhà khoa học một cái khía cạnh, nhưng mà cuối cùng là gì, như Nguyễn Du nói, tức là mười phân vẹn lời đều đi tới một cái hướng, tức là phải tuân thủ quy luật tự nhiên và nâng hệ miễn dịch lên. Đấy, thế thì tôi nghĩ là kết luận một số cái điểm về hội thảo này tôi có thể nói như thế. Thế và sau đây thì chúng tôi sẽ hoàn tất cả những phần biên bản của cái hội thảo hôm nay. Thì tất cả các nhà khoa học đã rất là nhiệt tâm, các nhà khoa học đã ký ủng hộ hết tất cả các yêu cầu của các chú rồi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái thắng lợi lớn nhất. Thế còn tôi cũng xin đọc qua này cái biên bản thế này.
biên bản ghi nhớ hôm nay ngày 2 tháng 12 2018 tại phòng hết gì tại phòng 202 hội thảo trường trung tâm hội thảo quốc tế hội trường cán bộ hội nông dân ngõ 4 Phương Dương Quê, phường Mai Dịch Hà Nội quận Cầu Giấy vào lúc 8:30 diễn ra cuộc hội thảo gồm 30 nhà khoa học và các thành viên khác đã đến nghiên cứu và chia sẻ trao đổi về điều trị ung thư giai đoạn cuối của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Đường và các cộng sự tỉnh Trà Vinh. Chủ trì hội thảo đồng chí Trần Xuân Tư, nguyên chủ tịch hay là chủ tịch Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018, người báo cáo nhà nghiên cứu thực nghiệm đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Đường, thư ký bác sĩ Đông Y, chủ tịch hội diện Trần Mỹ tại Việt Nam là bác sĩ Đồng. Các nội dung đã được trao đổi như sau: một, nguồn gốc phát bệnh ung thư; a, lý do ngoại tại; b, lý do nội tại; hai là công nghệ nano. Nano theo khoa học là gì? Tại sao chúng ta phải dùng lượng từ nano? 3, chúng ta phải đối phó với tế bào siêu độc ung thư bằng cách nào? Cháu nano được dược thảo nano từ các cái giải pháp khác. Sau khi nghe báo cáo của nhà nghiên cứu và thực nghiệm thành công đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Đường, các nhà khoa học đầu ngành đã chia sẻ đảm bảo trao đổi rút ra những vấn đề cơ bản sau đây. Một, cách tiếp cận vấn đề ung thư và điều trị ung thư. Do vậy, cần phải tìm cách điều trị, duy trì quân bình âm dương trong cơ thể. Tức là ở đây, chúng thường có nói với lại tôi thế này, tức là đề nghị tất cả những người tham dự hội thảo hôm nay, nếu mà trường hợp ai có những cái người thân hoặc là những cái người đang bị bệnh ung thư nặng đấy, thì cứ làm được thế này, chúng tôi chúng tôi sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ miễn phí. Nên tôi nghĩ là cái đó là một cái lớn làm nhất. Cái thứ hai là hướng nghiên cứu và những giải pháp để đạt được những mục tiêu đề ra. Cái tôi làm thứ nhất là hợp tác cùng nghiên cứu và điều trị, tức là chúng ta hợp tác với nhau chia sẻ. Hai là hỗ trợ về mặt dược thảo khi cần thiết. Đấy, ví dụ như ánh sáng là những cái nơi mà cũng trùng về các cái thuốc về đông y, thế thì có thể hợp tác tiếp với này được, và chỗ anh Vinh và vân vân, tức là nhiều người khác nữa, rồi trao đổi thường xuyên với nhau và với các nhà khoa học về ung thư và chúng tôi để làm sao chúng ta cộng hưởng lao động sáng tạo. Bốn là bảo vệ những cái quan điểm mà chúng ta đã thống nhất với nhau chương trình chia sẻ hôm nay, thế mà tin tưởng nhau để giúp cho đất nước phát triển thành công về phía chữa bệnh ung thư này. Thì lúc đó cũng có con đi ra đó làm chứng mà, thế nè. Rồi sau đó cũng con cũng có kết luận với mọi người rằng là sau khi đi đây rồi trở về cho ký giấy cho ra viện, thì rõ ràng là hôm nay là ký giấy cho ra viện đây nha. Hôm nay là ký giấy cho ra viện. Bây giờ con xin mời cho mời con Điệp. Con lấy cái mi cho cô Điệp. Mi đây tí. Mi đây nhiệt rồi. Chuyển mi cho cô Điệp. Bật cái mi rồi. Điệp à, con đã chữa bệnh bao lâu? Con chữa bệnh như thế nào, con cứ tự khai cho cả nhà khoa học biết nhé. Dạ, con xin kính chào các nhà khoa học. Dạ, con kính thưa các bác, con đến ngày hôm nay là con điều trị được 3 tháng rưỡi. Trong quá trình 3 tháng rưỡi là con trước đó là con đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà con thấy tình hình sức khỏe của con nó một ngày một xuống và không có sức khỏe để mà hóa trị, mà trong khi khối u của con rất là lớn không mổ được, thì các bác sĩ mới chọn cái phương án là vô thuốc trước rồi là hóa trị, vô hóa trị trước rồi là khối u nó gom lại rồi mới mổ. Nhưng mà con vô được 3 toa thì không có thấy gom mà cứ thấy lớn ra, cho nên là con thấy được cái tình hình sức khỏe cũng không có nữa. Và con thấy được ở bên Cha Tường là nơi điều trị ở bên cha, thì con mới đưa đi xuống đó, thì cha nhận và con đã được điều trị trong 3 tháng rưỡi. Thì trước đó con vô thì khối u con rất là lớn, nhưng bây giờ nó nhỏ lại còn có chừng bằng quả trứng thôi. Nhưng con đang trong thời gian điều trị
Và sau cái chuyến đi về này thì con sẽ làm thủ tục để chuẩn bị xuất viện. Thì khi con đã được làm tính, trong cái khối u của con hiện tại là nó không có còn hẳn như cái 3 tháng điều trị vừa rồi. Bây giờ nó trở về cái con đường lành tính, đang đi con đường lành tính rất là khỏe và không còn hẳn được nữa. Và khối u nó rất là nhỏ lại và nó khô dần. Và ung thư gì hả chị? Dạ, con bị ung thư vú á. Rồi, ok, cảm ơn con nhé. Vậy thì rõ ràng là bác Thanh ơi, một người bị ung thư mà đứng nói chuyện như thế mà chuẩn bị làm giấy ra viện là có phải là không tưởng không? Chứ chắc mình đặt tự nhiên không tưởng đi thì đâu ai tưởng ra chữa hết đâu nè. Cảm ơn bác cho con hai từ này, tự nhiên không tưởng. Thì hôm nay con ra viện thì nó có một cái hay vô cùng. Ngày con vô đây đó thì trung tâm Hòa Hảo á, Hòa Hảo của Sài Gòn á, là xác nhận con là ung thư ác tính. Rồi hôm nay cũng là Hòa Hảo xác nhận con là lành tính. Nha, đây là Hòa Hảo. Giấy tờ đàng hoàng nha. Đây là Hòa Hảo nha. Hòa Hảo à. Thì đương nhiên là cha ký vô trong này, nó có trong này hết rồi con. Nó có trong này hết rồi. Thì có cái hay là chỗ là Hòa Hảo nói con là chẩn đoán ung thư vú phải, di căn hạch nách phải tại trung tâm y khoa Medit hoặc Medit Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 năm 2018. Thấy không? Tức là trước khi con xuống đây là con đã xin thiết của Hòa Hảo 2 lần. Sau thời gian hỗ trợ điều trị chữa bệnh ung thư bằng công nghệ cháo nano tại điểm hồi chữ thập đỏ, bệnh nhân đã được khỏe lại dựa trên kết quả trung tâm Medit Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh là ung thư vú con đã được lành tính qua cái xét nghiệm dấu ấn ung thư. Chứ còn con bây giờ xin thiết họ không cho nữa. Cho nên vừa rồi cha nói con là con cứ đi Hòa Hảo xin thiết đi. Họ không cho con xin thiết, cho biết chắc là họ không cho xin thiết. Vì con đã xin thiết 2 lần, họ không chịu xin thiết nữa, mà xin thiết là tháng 4 tới giờ, nó ngắn lắm, họ không chịu xin thiết. Thế thì mình còn một cái bước kế tiếp là mình tìm ra cái lành tính trong đó. Mình đã biết lành tính rồi thì đương nhiên mình phải tìm cách cho nó, mình phải làm sao cho nó ra cái giấy quyết định lành tính của Hòa Hảo. Đây là giấy quyết định của con đây. Thì cái giấy này cũng như giấy này thôi. Thì cha sau này cha với chú Năm với anh Tám ký cho con giữ cái giấy này. Thì giấy này cũng như là giấy này. Giấy này vừa có bệnh viện ký mà vừa có cha với hai người này ký nữa. Thì giấy này nó mạnh hơn giấy này. Hiểu không? Giấy này có bệnh viện ký trong ngày rồi. Đó, có gì con tham chiếu hết. Mọi người ai hỏi con là con có quyền trình giấy này ra nha. Coi như là con đạt cúp vàng rồi đó. Cái này là cúp vàng nè. Từ cái ác tính mà trở về cái lành tính nha. Bây giờ cái mà mình ưu tư đi. Bây giờ cái hôm nay cho em muốn mọi người nói chuyện với nhau nè. Bây giờ là Giáo hội Công giáo đã nói cha như vậy, không tha thứ cho cha như vậy. Thì cha làm cái cách đó để cho người Công giáo được chữa bệnh đó, chứ không phải cha khó đâu. Vậy bây giờ chú Năm, anh Tám và tất cả mọi người đây nghĩ ra cái cách nào cho người Công giáo được chữa bệnh không? Mọi người nghĩ giùm cha. Nếu mọi người nghĩ được thì hôm nay cái clip này ở trên mạng người ta sẽ bàn, mình bàn rồi trên mạng người ta sẽ bàn đó. Để cứu người Công giáo chứ không? Chứ bây giờ họ không tha cho mình thì mình không được đụng tới người Công giáo rồi. Nhưng mà mình nghĩ ra cái cách đó để mình cứu. Cha nghĩ ra cái cách là ông này ông kia dắt về là để cứu. Đó là cái khả năng cha nghĩ được tới đó thôi. Cha không nghĩ thêm được nữa. Bây giờ mình nhiều cái đầu họp lại. Mình nghĩ hôm nay ngang qua câu điệp này nè. Mình mới nghĩ ra cái cách để mình cứu người Công giáo. Mình bàn luận, mình đưa lên mạng để cho mọi người ta bàn với nhau. Để người Công giáo được cứu, chú Năm đồng ý không? Đây là cô điệp là người Công giáo chứ gì. Mà cổ từ ác tính cứu sống lành tính. Vậy thì người Công giáo đâu phải là người đó không bệnh con. Thế bệnh đầy hết nhưng mà cứu làm sao. Bây giờ anh Tám là người đầu tiên góp ý rồi. Bây giờ mình tìm cách sao.
Mỗi cho Dũng ba đi. Mỗi người ý mà. Mỗi người ý. Anh cũng có đó. Ý bà mà theo đó là để cái đây là cô Điệp là người đạo Công giáo. Ừ. Cô Điệp được trị thì đúng ra để cho là thân nhân cô Điệp có gãy trước là cái phần đó là nó chắc hơn. À. Mình là người đạo Công giáo. Rồi bây giờ Tuấn nè. À đúng rồi. Mình nghĩ lên để cởi mở với nhau giữa bạn cho giữa là Công giáo mình cởi mở là theo y tám là có cái gì là nó tốt nhất. Không cần mi đâu, cần mi. Ý còn con đứng đó con nói luôn à. Con đứng đó con nói. Trước tiên cho con xin cảm ơn cha và rồi. Chính quyền địa phương và các thầy. Trong hiện nay con cũng vợ chồng con cũng gửi lời cảm ơn cha Tân đã cũng có nhờ cha Tân mới dắt được vợ con về đây để mà cứu cái bệnh cho vợ con bị ung thư ác tính. Ừ. Trong 5 tháng rưỡi rồi thì vợ con đã kiên trì và đã ngày hôm nay đã trở lành rất là lành mạnh và rất là khỏe. Thì con là về nói với cha Pedro Nguyễn Văn Tường á, vừa nói là về giáo hội con thực sự thì chỉ là một người tân tòng thôi. Con bên đạo Phật nhưng mà con lấy vợ con bên đạo Chúa là con người tân tòng. Nhưng mà con thấy vô con ở đây thì con thấy rất là nhiều người đạo Phật và những người đạo Cao Đài và những người đạo không có đạo về gọi là được vô địch chữa. Nhưng mà con thấy vợ con 5 tháng rồi thì bây giờ chỉ còn một mình vợ con thôi. Nhưng mà theo cái mà cha đưa ra, cái điều kiện cha đưa ra thì vợ con ngày hôm nay là xuất viện là không còn một người là con giáo ở đây nữa. Thì con thì cảm thấy cái đó cũng rất là uổng và rất là tiếc cho những người con giáo mà không được tới đây để mà trị những cái chứng bệnh và có những không thể nào chữa được. Cái điển hình vợ con cũng ra ngoài đời 2 năm nay đi thầy thuốc này, thầy thuốc nam rất là nhiều thầy và đã trị xạ trị, hóa trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng mà không hết bệnh, nhưng mà vợ con xuống đây cũng nhờ thầy, nhờ cha đã giúp đỡ vợ con. Ngày hôm nay vợ con đã hoàn toàn lành tính và trở thành một người không còn những cái ung thư, chỉ số ung thư trong cơ thể nữa. Đó là con xin cảm ơn cha và đa tạ cha rất nhiều. Không cần. Rồi con cũng có một cái, con là bổn đạo mới, nhưng con cũng rất là thương xót cho những người mà bên đạo Công giáo mà không được tới đây. Thì bản chất cha cũng là người Công giáo, cha muốn rất là muốn cứu những người Công giáo như cổ cha. Đúng. Nhưng mà vì những cái mà lý do cha bị vạ tuyệt thông và những cái lý do mà giáo hội không giúp cha, không xóa tội cho cha, thì cha không có dám tự quyền để mà quyết định làm những cái việc mà trái ý của giáo hội. Đúng. Thì con đứng đây cũng mong rằng những người giáo hội có quyền có chức để mà giúp con chiên chứ mà giúp cha. Giúp con chiên của mình để tới đây mà có được có cơ hội để mà trị những cái bệnh nan y, để mà lành lặn lại, để về với gia đình, với cuộc sống mới. Thì con cũng cầu xin rằng những người có quyền, có chức của bên giáo hội hãy bắt tay với cha và tạo điều kiện cho tất cả mọi con chiên trong đạo Chúa của mình để mà có cơ hội tới đây. Nếu như tất cả mọi con chiên đồng lòng đồng sức lại yêu cầu và mong muốn giáo hội cho giúp cho mình thì phải trình lên những bức thư hoặc những cái yêu cầu và những cái tâm nguyện của mình để mà mong rằng giáo hội hãy can thiệp vào đây để giúp đỡ và cộng tác với cha để cho mọi con chiên mình để được có cơ hội trị lành bệnh nan y. Mà bệnh này theo con thấy thì cái phác đồ của cha trị mà về bệnh nano, ăn cháo nano và uống nước nano, thì con thấy cái đó con rất là đồng tình và con rất là cảm ơn cái công nghệ của cha. Và con nhân nhân tiện đây thì con cũng nhắc nhở một số người bệnh nhân ở đây, các bệnh nhân và các người nuôi bệnh mà không tương tác, không cộng tác với cha thì chắc ăn rằng cha cũng không trị được cho các anh chị và bà con ở đây. Thì đây cái phác đồ của cha rất là tuyệt vời, nhưng mà cần cái sự cộng tác và cái sự tương tác giữa người bệnh nhân đứng ăn đúng và đi đúng phác đồ của cha. Và các bạn, những người nuôi bệnh đó phải có cái động viên giúp đỡ người thân của mình. Và vợ con chia sẻ thật với cha, giờ hôm nay con mới chia sẻ cha với thầy, vợ con cũng 4 lần mất niềm tin chính bản thân và cũng muốn bỏ về. Nhưng con cũng lên con khuyên nhủ và cố gắng ở lại đây. Thì đây cũng là một cái chiến đấu và một cái về cuộc sống của mình. Mình phải phấn đấu vượt qua, đừng có nản chí, đặt niềm tin tất cả vào cái công nghệ nano của cha và thầy ở đây. Thì thông qua cái 5 tháng rưỡi ở đây thì con cũng cảm ơn Chúa Trời, cảm ơn cha và cảm ơn các chính quyền địa phương và cảm ơn các thầy đã ngày đêm giúp đỡ vợ chồng vợ con.
Đã, không quản cái lúc đêm hay lúc ngày, không quản lúc nào mà hở mà có một vấn đề và con đau ốm hay là có một vấn đề gì, mấy thầy, mấy cha cũng rất tận tình giúp đỡ, không quản khó nhọc. Con xin rất là cảm ơn các cha và con xin phép. Con đứng đó cha hỏi thiên cơ. Coi như là cái người mừng nhất là con thôi. Dạ. Trong hết những người đang có mặt ở đây nè, người mừng nhất là con. Dạ. Cái mừng đầu tiên là con đã làm gì cho vợ con được. Bởi vì vợ con là cái người theo con. Nó đã cho con được 4 đứa con. Yeah. Hả nè? Yeah. Như vậy cái công ơn này lớn lắm nha con. Đối với con cái công ơn này lớn lắm, không kiếm đâu ra được. Không có trả bằng tiền được. Phải trả bằng cái tình thương thôi. Thì trong 5 tháng rưỡi qua con cũng đã trả cho vợ con bằng cái tình thương là cứu lại mạng sống của vợ con. Từ cái mà nó chuẩn bị chết mà đưa về cõi sống. Vô quá chất 3 lần mà. Yeah. Vô 3 to phải không? Yeah. Thì khi đến đây là cái vú vợ con nó bằng trái bưởi vậy nè. Đó. Rồi bây giờ mới dùng cái công nghệ cháo nano mới khoanh dùng nó lại. Khoanh dùng nó riết trở thành cái là nó lành tính mà không phải mổ xẻ cắt. Cái công nghệ này rất là hay chỗ đó. Cái công nghệ này cha trình bày ngoài Hà Nội rồi. Là tức là nó bứt phá nano, nó bứt phá y học ở chỗ là thay vì khoa học người ta cắt mổ ra, ta cắt ra, ta quá trị, ta mổ ra, rồi ta quá trị, ta xạ trị. Còn khi con đi đến bệnh viện Hòa Hảo là nó không mổ được. Thế nè, rồi nó quá trị vô con ba to rồi, thì con bỏ chạy về tới đây. Thì khi bỏ chạy về tới đây, theo nguyên tắc là phải cắt mổ tiếp. Thế nè, nhưng mà không. Theo nguyên tắc ở đây, cháo nano thì cho uống, ăn cháo nano và uống thuốc núi. Từ từ bắt đầu là nước nó xâm nhập vào khối u. Nó làm cho tan chảy, khối u nó tan chảy thành chất lỏng. Nó đi ra ngoài, tự động ra nó hết. Cho nên cái hay của con là con không bị mất sức gì hết á. Thế bằng chứng là người bị ung thư vú mà không thấy cằn cỗi hay là tiều tụy gì hết. Cái giá trị chỗ công nghệ là không mổ. Không mổ nằm chỗ đó. Ai nhìn gương mặt của cô Điệp mà nói cổ là mất sức hết. Chú Lâm trong nhà không? Ha. Nhìn vô không thể thấy nói là cổ ung thư vú được. Mà nếu cái công nghệ mà mổ là con phải mất sức liền. Mổ cái là nội chụp thuốc mê thôi là đã mất sức rồi. Chưa nói tới là mổ lấy cái cơ thể mình ra. Cái phần cơ, phần địa, phần đủ thứ trong cơ thể mình lấy ra. Vậy thì nếu đã mổ rồi thì nhất định con có lành đi chăng nữa con vẫn phải hao tổn sức khỏe. Giảm thọ đó ha. Được gọi là giảm thọ. Nhưng mà mọi người nhìn vào cô Điệp thì thấy công nghệ này không cảm nhận được là cổ bị giảm thọ gì hết. Phải vậy không? Không có giảm thọ gì hết. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Con 42. 42 tuổi nhìn vào đâu biết con 42 tuổi đâu. Ung thư vú đó. Giai đoạn cuối đó. Đó. Mà giờ nhìn con không biết con 42 tuổi. Là do cái công nghệ này. Do cái công nghệ này nó phục hồi con rồi. Anh Tám thấy... anh chú Năm thấy hiệu quả rõ ràng không? Phục hồi con lại bằng sức khỏe mà nó vượt qua cái tuổi con mong đợi. Nhưng mà cha nói có cái hay này nè, đây là cái tam giác vàng, cha nói hoài á, đây là tam giác vàng. Ví dụ như đây là cái vú đây là tử cung ha. Thì trong ba cái này nè mà mất một cái rồi là cái đời sống gia đình nó lại bị giảm sút. Hay nói khác, tắn ra là đời sống tình dục nó yếu liền. Mà nếu con dùng khoa học con cắt cái vú này bỏ ha, còn lại hai cái góc này nó khỏe đó. Nhưng mà góc này nó chìm rồi. Bây giờ là về đời sống gia đình con không giống như xưa nữa. Thấy không ạ? Dùng cái công nghệ này để phục hồi từ từ nó lành tính ra lại. Giờ thấy gương mặt người của con không có bị mất gì. Cái đó là cái chào mừng cho con nghe Tuấn. Yeah. Nha. Vậy thì ngang qua cái lành tính của vợ con có cái nguyện vọng cụ thể gì không cho người công giáo? Nãy con nói đó là cái nguyện vọng của lý thuyết thôi. Yeah. Bây giờ con làm gì cụ thể hơn? Cái nguyện vọng của con thì mong rằng cái tòa giáo mục, thứ nhất gần nhất là tòa giáo mục Vĩnh Long, phải là phục hồi lại cái cha. Về cái không có gọi là
cái tuyên và tuyệt phong của cha nữa, để cha cùng được quay trở lại để mà thờ phụng Chúa như được rao giảng như những gì cha mong muốn. Cái thứ hai nữa con muốn tòa giáo mục tất cả hội thánh phải là cộng tác với cha để giúp công chiên của các ngài được trị bệnh như vợ con, để trở thành thì phải bắt buộc, nếu muốn đưa con chiên của mình về đây thì bắt buộc mấy ngài phải cộng tác với cha. Ngày hôm qua ra một ca ung thư dương vật, ra sớm dưới bữa nay ra sớm trên. Cận Tết ra hai ca, ngày hôm qua hai ca ung thư dương vật là ung thư sớm dưới. Thế nè, trước khi ổng vô cha trị bệnh, cha hâm ổng mẻ răng luôn. Cú đo à? Cú đo. Cha hâm ổng mẻ răng luôn. Ông chạy là tôi cấm luôn tỉnh Bến Tre đó. Mở lên coi lại đi. Cha nói rõ ràng. Cuối cùng là sao? Cuối cùng là ông ở đây ông chấp nhận theo pháp đồ, tôi chữa lành tính cho ông. Cuối cùng cha nói, ngày mới vô cha nói đó, hôm qua lành tính sớm dưới, bữa nay sớm trên. Thì ngài cha Tăng dẫn con vô đây, cha Tăng còn thách thức cha nè. Nhớ không con? Nhớ. Cha thách làm sao? Cha chữa thử được coi như thế nào, có lành hay không. Đó thì lúc nào cha chữa lành rồi tôi sẽ theo cha. Ông nói ai mà ông nhớ. Trước khi ông về vợ chồng con phải quỳ xuống cảm ơn ông đàng hoàng cho nhớ. Quỳ xuống đất, hai vợ chồng quỳ xuống đất thì đều lại cha Tăng sát đất luôn. Cha Tăng nói với cha Tường, cha chữa đi, chừng nào cô Mộng Điệp này lành tính là tôi tin. Nay ông tin chưa? Con điện cho ông chưa? Dạ con điện. Ông tin không? Dạ tin. Chúc mừng. Chết ổng rồi, ổng chết ổng rồi. Và cái chuyện ăn động vật này đối với ổng bây giờ đang rối chứ. Đang rối. Để ổng giáo sát là ổng cũng lên coi clip này, ổng chạy đâu khỏi. Thấy không nè? Khổ dữ lắm. Thôi thì mỗi người gieo là gặt thôi con. Gieo là gặt, gieo là gặt. Hứa là mắc, gieo là gặt. Ổng nói rõ ràng cả bàn ăn cơm 10 ngày 15 tháng 8. Ông nói cả bàn trước đó, trước ngày 15 tháng 8 hay gì đó. Ngày 13 tháng 8 chứ. Ngày trước thì cha nhớ vậy đó. Là ổng nói là ổng ăn cơm cha, ông còn muốn múc canh. Cha cứu chữa cho cô Nguyễn Thị Mộng Điệp này đi. Chừng nào cô Điệp lành thì con tin. Tụi con có làm chứng câu đó chứ gì? Dạ có. Chết ổng rồi, chết ổng rồi. Không chết gì. Tin là chết chỗ nào? Cha nói chết ổng rồi. Cái chữ chết nó có nghĩa gì biết không? Hả? Tin theo lời cha. Cái chữ chết ở chỗ là bây giờ con anh ung thư anh làm sao? Chết là chết chỗ đó, nó anh tin chỗ này chữa hết nè. Đã chứng minh cho anh rồi là chữa hết bệnh nè. Bây giờ chết ổng rồi có nghĩa là bây giờ con anh tiếp tục ung thư anh làm sao cho nó được chữa. Chết là chết chỗ đó đó đúng không? Chết là chết cái chỗ đó đó. Chứ không phải là chết là gì, ông bỏ động vật cũng ăn cái cỏ. Chuyện này mãi mãi ông sẽ không bao giờ bỏ ăn động vật. Nghề của ông mà, sao bỏ được. Nhưng cái chữ chết ông rồi là giờ con ông ung thư ông làm sao? Trong khi ông không được dắt về. Thấy chưa? Thấy chỗ chết chưa? Giờ đây ông biết chỗ này là chỗ phục sinh được cái bệnh con ông đó, làm cho con ông sống lại là bằng chứng là cô Điệp đấy. Vậy thì bây giờ là ông biết là chỗ đó cứu được con mình, mà bây giờ mình không được dắt nó về. Chết ổng rồi là chết chỗ đó đó. Chết ổng rồi là chết chỗ đó. Giờ ổng giải quyết cái chỗ đó đó mới quan trọng. Vậy con về con giúp ổng cái chuyện chết ổng rồi đi. Làm sao cái họ đạo của ổng không có người ung thư không? Mà ung thư người ta không đòi ổng dắt đi, nhưng mà ổng đứng nhìn con ung thư, ổng không thể nào ổng đứng nhìn được. Thấy không? Mình là một linh mục trong họ đạo. Dù con mình nó không muốn đi chữa đấy, nhưng mà mình thấy nó bệnh mình cũng đau lòng lắm ạ. Mình nghĩ cách nào để đưa nó đi. Đó mới là tình cha con. Đúng không nè? Dù con mình nó thấy cha tôi giờ bận miễu quá, khổ quá, vất vả quá, lo đủ thứ thôi, tôi hy sinh tôi chịu chết, không chờ cha dắt đi.
đó là tâm tình của con, nhưng mà tâm tình của cha là khác nữa. Cha bận cỡ nào cha cũng cõng con đi được, đó là cha với con. Tất cả các cha thì không hiểu về công nghệ này và không tin, nhưng mà ông cha Tân phải tin và phải hiểu. Ông cha Tân là phải tin và phải hiểu, phải làm sao để cứu con chiên Hộ Hòa. Ông không thể đứng khoanh tay đứng nhìn một con chiên chết rồi làm lễ đọc kinh cho nó được. Đó rõ ràng là đọc kinh giữ linh hồn đó. Bây giờ anh cứu nó đi, mà anh cứu nó không sống rồi thì anh đọc kinh giữ linh hồn cho nó vui á. Phải vậy không? Khi nó đang hấp hối đó, anh kiếm cách anh chở nó đi anh cứu nó. Mà nếu anh cứu không được rồi, anh đứng đọc kinh giữ linh hồn cho nó vui. Còn nếu anh có chỗ cứu nó mà anh không cứu nó, mà anh đứng đọc kinh giữ linh hồn thì anh không phải nữa. Ngoại trừ không có chỗ nào cứu nó hết. Thì cha cũng mong rằng cái clip này nó không nói chuyện nhiều gì cho khác, nhưng mà clip này cha mong rằng cái clip này là cái clip sẽ giúp cho người công giáo. Cái quan trọng bây giờ hội thánh phải làm sao cứu, mà cụ thể gần nhất là ông cha Tăng. Cha Tăng phải làm sao cứu con. Vậy thì con nghĩ có cách nào không? Hôm nay con là người ra diện, con có ý kiến gì không? Con kính thưa cha Pedro và kính thưa ban chính quyền ở trong Hội Chữ Thập Đỏ, và kính thưa các thầy dân chuẩn. Trong 5 tháng rưỡi qua, con cùng với các thầy và trong lúc con điều trị bệnh thì công ơn của cha và các thầy con không thể nào quên được, mà cũng không thể nào mà nói lên lời được trong cái đáy lòng. Và chỉ biết vui mừng, phấn khởi là khi mình được cứu từ tay tử thần và đời sống tiếp theo. Đó là do cha Tân đã đưa con về nơi đây để xin cha Tường chúc chị bên cho con. Thì cuối cùng là con cảm ơn các cha, các thầy rất là nhiều. Và con có nguyện vọng là chỉ tiếc cho những người đang bị bệnh mà không biết làm sao để mà được về nơi đây để điều trị bệnh. Thực sự con rất là băn khoăn, giống như chồng con đã nói hết lời rồi. Con không biết là làm bằng cách nào để được những người mà họ đang vào trong cái bước cuối cùng mà tất cả mọi nơi đều chê cái căn bệnh này. Và con ngày hôm nay con đã được như thế này là đời sống thứ hai, là do các cha các thầy ban lại cho con được sự sống mới. Và con không biết ước mơ làm sao để mà đưa họ vào đây để mà chữa bệnh nữa cha. Bây giờ là chỉ có còn các chức các cấp tìm cách gỡ rối cho các con dân được ơn cứu rỗi. Chứ chúng con là bé mọn, chẳng biết giải quyết bằng cách nào. Mà các cấp bề trên thì bây giờ cứ dừng dưng để chờ con mình. Nói chung là chờ chết. Biết chỗ cứu mà lại không ra tay cứu. Thì chúng con là một người thiệt thòi ra nhất. Biết chỗ để mà chữa được ung thư. Mà bây giờ ai cũng có một cái ý suy nghĩ riêng của mình, mà không ra tay để mà đưa bệnh nhân tới ngay. Thì cái bệnh này nó là bệnh siêu bão và siêu tốc, cho nên là nó cướp người rất là nhanh. Chính con là người bệnh cho nên con hiểu được cái điều đó. Cho nên là con cũng mong các cấp, các ban của bên đạo của Thiên Chúa cũng giải quyết bằng cách nào để cho các bệnh nhân họ được ơn cứu rỗi từ cái căn bệnh này. Rồi, yeah. Bây giờ cha dạy cho con cách này nè, con cứu được nè. Bây giờ con đừng nghĩ rằng các ngài sẽ cứu, con cứu đi. Bây giờ cha chỉ cho con cách cứu nha. Yeah. Bản thân cha thì cũng nói chung là ai cha cũng thương xót hết á, cha không bỏ ai hết. Bị thuốc cha trồng mấy chục công đây mà mặc sức hái vô uống nha. Công nghệ cha xây rồi, vợ chồng con thấy rồi.
cứ vậy đó mà uống. Còn các thầy thì tối ngày mà lo mà trực chầu trực trị bệnh có ai đâu mà cực khổ. Tiền thì có tốn đâu, thuốc trồng dưới đất rồi chờ ngày tháng nó mọc lên. Nhà trọ thì có ông này lo. Các thứ về là bên ngoài thì có ông này cũng quan tâm chăm sóc rồi. Không có lo lắng đúng không nè, trị bệnh không có lo lắng gì hết. Bệnh nào cũng trị được, bách bệnh luôn. Vậy bây giờ cha chỉ cho con cách con cứu nè. Con bây giờ là con trả ơn cho Chúa đi. Và trả ơn cho Hội Thánh bằng cách con được cứu sống lại rồi. Con đi từ tòa giám mục con gõ cửa. Con làm chứng, con nói bây giờ ông ơi, tôi là Nguyễn Thị Điệp, ung thư vú, người Công giáo, tôi đó xuống đó tôi chữa hết rồi đó. Tôi là nhân chứng sống nè. Bây giờ ông muốn cứu con ông thì ông cứ đến với ông cha tự ông bàn bạc để con được cứu. Năm tháng rưỡi qua tôi thấy con ông đi tới đó khóc về không à. Đó là con cứu được đó. Xưa nay là để nói để cho các cha tin. Không dễ gì mấy ông tin đâu. Ông cha Tân cũng thử mà. Ông nói trị cho cô Mộng Điệp hết đi rồi tôi tin. Bây giờ con hết rồi nè, con cầm giấy tờ của Hòa Hảo đây nè. Đúng không? Giấy tờ của Hòa Hảo đã xác nhận cho con vô trong này. Có ông chính quyền địa phương, có cha, có ông chữ thập đỏ. Nguyên chữ thập đỏ, ký vô đây. Vậy thì bây giờ con về con cầm cái giấy này với cái thân xác con đi con gõ cửa tòa giám mục. Con nói một câu thôi. Giống như là do ăn tại giả, hãy dọn đường cho Chúa thôi. Người ta gõ cái can trời khô cửa ướt kìa đó. Hả? À, trong phim Tàu đó nó gõ can coi chừng củi lửa mưa nắng ướt kia hả? Trời không coi coi phim không biết. Nhưng mà biết cái cảnh đó. Con gõ cửa tòa giám mục của nó, ông ơi, đi cứu con ông đi, tỉnh lại đi cứu nó đi. Đừng ngủ nữa. Ha? Tôi người Công giáo đây. Tôi hết bệnh đây. Đó là con trả ơn cho Chúa đó. Cái này thì cách đây 2 tháng con cũng có nghĩ rồi đó cha. Vậy nghĩ rồi thì đi làm. Nếu như đây là sứ mệnh của con sẽ đúng, đi đó. Con đi cứu người đi. Con đi đó. Bây giờ cái mạng sống của con này, ta nói mạng sống của con đã được lộm lại rồi. Bây giờ con đừng có mong về nhà con làm giàu hay làm có gì, con làm phước đi. Nghe. Bây giờ con biểu chồng con tối ngày chở con trên xe đi hết nhà thờ này tới tòa giám mục kia, chứng minh tôi đây. Con làm qua một vòng là con hết sứ mạng diện đi mần tiếp. Dạ. Đúng không anh Tám? Nghe không nghe là chuyện của họ. Dạ, con đã làm như vậy đó. Dạ, con, ha? Dạ, dạ. Con làm vậy con làm được không? Dạ được, 2 tháng nay con cũng suy nghĩ như vậy là... Con giúp vợ con làm được không? Dạ có dạ. Hai đứa con hứa đó nha. Dạ, để cúng dạ, người dạ. Công giáo nha. Dạ, được. Ừ. Dạ. Rồi cái chuyện mà sau khi con làm đi rồi, cha sẽ có cách nói chuyện với các cha. Dạ. Chứ để giờ con chiên giờ nó cứ đến đây nó khóc, cha cũng khó chịu nữa. Mà cha đã nói thuốc của cha trồng xuống đất đầy giấy, công nghệ cho xây rồi, tụi con biết hết rồi, thợ thầy có sẵn, nhà nước người ta cho phép mình chữa bệnh mà, người ta có cấm đoán gì mình đâu, mà để cho con cái nó khổ sở, nó rách rưới như vậy. Mà giờ trước đây nói người ta không nghe, con nói các cha không nghe, bây giờ con đi nói. Dạ. Tôi đây, bằng chứng tôi đây. Rồi con làm điều này tốt lắm con. Dạ. Cha mong rằng tụi con sẽ làm được. Biết đâu con, Đức Maria, một người phụ nữ nhỏ chít mà được Chúa ban cho cái ơn là mẹ Thiên Chúa. Thì biết đâu con chính là một trong những Maria thứ hai. Con được Chúa lộm lại cái mạng này, cứu lại để con làm chuyện đó cho Chúa là sao? Ha, đẹp ha. Cha mong con làm được chuyện này không? Dạ, con làm được á. Phải quyết chí nghe con. 2 tháng trước con có suy nghĩ rồi là con cố lì ở lại đây á, kiên trì á, là lý do này đó. Cha nghĩ là con đã đi làm chứng ở Hà Nội rồi. Dạ. Bây giờ con đi làm chứng ở đây nữa là con phải có vấn đề mà Chúa đã muốn con làm sứ mạng này. Bởi vì nhìn thấy ai nói nhìn vô mặt con ai nói ung thư cha cũng thua luôn. Chúng ta không có dám nói ung thư. Đi ngoài đường mà trai mà gặp nó cũng mệt mỏi với nó chứ đừng nói ung thư đấy. Thắp thì động nữa Hà Nội đặt đúng không? Hoa hậu gì? Hoa hậu ung thư. Ung thư mà là hoa hậu ung thư. Ở ngoài Hà Nội đặt nó là hoa hậu ung thư. Nó tướng mạo nó như vậy mà nó ung thư vú đâu ai tin. Con cố gắng đi con. Nha. Con cộng tác với mọi người ở đây để làm cho lời Chúa được vang dội đi con. Thôi vậy đây sẵn. À, rồi rồi bây giờ mình ký ha. Mình ký ha, rồi chúng 5 ký. À, anh 8 ký rồi mình trao luôn ha. Vậy đi con. Trời ơi cái vụ này lớn lắm con ơi, mà cha mừng á, cha mừng dữ lắm á. Vậy cha ký cho con nha. Ký là để nói là con lành tính nha. Ký là cho con coi như là phục sinh sự
coi như con chết rồi, thì ký nghĩa là phục sinh mày sống lại đó. Mà phục sinh đứa nó ngồi nó lơ không đã. Ký cho con mà con ngồi mắt tẩm lơ giấy rồi hả? Mày sống lại hả? Vậy ký làm chi vậy? Phải không ông? Ký một đứa như vậy mới gọi là ký sống lại nè. Đó, ký như vậy đó con. Rồi chú Năm ổng là đại diện chính quyền, ổng sẽ nói chuyện với con nè, con đóng mọc cái nha chú Năm. Đóng một cái cho nó đã nghe là bắt đầu là... Đó, chú Năm. Thôi chú Năm hôm nay chắc không nói gì nhiều. Bữa hôm nay cách đây cũng mấy ngày thôi chú Nhật á. Thì kiển cái cháu ông là cu ro về quê đây. Hay lắm. Hay lắm. À, xuống dưới. Bữa nay là tiễn là sống tên thôi. Mới nói cho mình chơi lại. Thôi trước nhất thì con cảm ơn là Linh Mục và Nguyễn Tường thì với An Hội Chỉnh cùng rồi cái các bệnh nhân có mặt hôm nay. Thì hôm rồi tôi cũng nói rất nhiều, cũng dặn dò thì cái chuyện là áp đồ của là ở đây trị bệnh. Thì nãy thì cũng quan ninh chồng của là cháu Điệp hay nói cũng rất nhiều, tức là cái bệnh của mình không phải là cái người đó bệnh là quan trọng. Bữa hôm tôi cũng nói rồi, mà bữa nay tiếp nên là chồng của Điệp phải nói nhắc nhở rất nhiều đến đó. Tinh thần đó là coi như gì, cái người là nuôi bệnh phải là coi như nhiệt tình, trong đó phải theo dõi là cái căn bệnh của người bệnh, tức là có người thân của mình là bệnh đó. Chứ bọn tôi nói dù nó nấu nồi cháo nano đó là cái bà nấu không phải nano, tức là nấu này như bất hầm ấy, thì ăn nó cuối cùng không phải. Thì bữa nay là phần đó thì bây giờ là cái các bệnh nhân đây, cái câu của chồng của Đẹp nói rất hay, cũng dặn dò kỹ, bởi vì trong quá trình 5 tháng rưỡi là nuôi bệnh mà, nuôi vợ, bữa nay là lành tính hết bệnh rồi. Thì bữa nay là cũng vui vẻ rồi, bởi vì là qua rồi thì bệnh viện cầm cái gì, cầm cái hồ sơ con run đẩy thấy không, tức là cái đó là diêm vương đòi mạng con rồi, phải không? Cái đó là cái diêm vương mà bữa nay đã bằng sống con. Bữa nay là gì, cái này toàn bộ là cha Tường, dưới đây là coi như là hội chẩn, cái thay sanh của con lần thứ hai, cái này giấy thay sanh này cho từ đúng rồi đó, đúng rồi không? Đúng rồi, giấy thay sanh này đó, cái kia là hả, thay sanh con, tức là từ cổ chết trở về, cái này coi như là một đời con là mới đó ha, còn mới từ đây mới dặn dò với là chồng con tên gì qua đây, tính con ráng cố gắng thì đã con tức là cha gì cha tăng không tin tưởng cái gì, tức là coi như nhà dẫn tới đây mà không tin cái bệnh sao mà quá trời, nãy là cho tôi nó có vú bằng cái bưởi rồi nó đỏ lồm rồi sao mà thầy mà, ở đây mà bác sĩ ở trên là bệnh viện trị không hết mà ở đây cha nói sao đó cha biết rồi, là cha tăng chừng nào dám nói câu đó, phải không? Nói bây giờ trị hết thuộc theo cha, không dám khi nào dám nói rồi, phải không? Không khi nào dám nói thì bữa nay là coi như này, cha tăng coi clip này chắc hạ mình hết hồn này, hết hồn. Phải không? Hãy vô đây trả lời với theo thấy coi như là mang là coi như đồ đạc xuống đây làm đệ tử cho Tường, phải không? Nếu gì nữa để nói về cái từ theo, cái từ theo được thấy gì đâu, theo được gọi là học trò thì thôi dặn dò coi vậy, lắng về nói vậy cũng là bắt đầu quan trọng. Ý y đừng nói bây giờ là hết rồi về rồi cái chuyện là học theo bắt đầu nữa, ráng cố gắng nha. Rồi những con cha Tường nói bây giờ vợ con thì coi như không thấy được như hồi xưa nữa, đừng thấy bây giờ nó mặt thì hơi tươi tới bây giờ nó cũng giảm cái chuyện là về sinh lý đó, đừng thấy mà yếu cái bắt đầu ra ngoài bắt đầu có bà này bà nọ nữa thì buồn lắm nha. Ráng cố gắng thôi, giờ là vừa hổng có chút mấy bệnh nhân rồi, bữa nay là chút riêng con với là chồng con, vậy là coi như là chúc con giờ là ráng theo bắt đầu khỏe, rồi con chồng con ấy cũng là ráng cố gắng rồi theo dõi để rồi ráng cố gắng là coi như là giúp đỡ vợ con một lần nữa, thì chú Năm chuyển lời thì thăm gia đình khỏe hơn, ráng cố gắng hơn. Thôi bắt tay con cái đi, được không? Cảm ơn. Đó là
hai ông cháu đi Hà Nội chung mà. bây giờ vậy con ơi, cuối cùng thì hôm nay con được ký giấy phục sinh, chắc chắn cha phải dùng cái từ là con được phục sinh từ cõi chết nha. 5 tháng rưỡi mà ăn cháo nano 5 tháng rưỡi là nhất định là con là coi như là người là đạt cúp vàng trong phòng khám này. Không ai ăn cháo 5 tháng rưỡi, người ta có 3 tháng là người ta đi về rồi. Con quất luôn tới 5 tháng rưỡi. Vậy thì Chúa đang muốn con làm một điều gì đó. Nếu mà 3 tháng con về con chưa đủ để làm chứng cho Chúa đâu, con chưa đủ thời gian để suy tư đâu, nhưng mà Chúa muốn con tới nửa năm rồi. Thôi Điệp ơi, nửa năm qua con cũng đã hiểu được lòng cha và lòng mọi người ở đây rồi ha. Con người thì có lúc nóng nảy giận hờn con, nhưng mà nói tới nói lui thì cha muốn cứu người Công giáo dữ lắm. Thì Chúa cho con 6 tháng ở đây để chữa bệnh. Thì cha nghĩ rằng trong 6 tháng đủ để suy ngẫm rồi con, đủ để lấy cái giấy phục sinh. Hồi nãy chú Năm cũng đã nhắc nhở con rất nhiều rồi đó. Con về con làm sao con đi kêu gọi ha, tất cả những các cha, các hồng y, giám mục phải cứu con của ông nha. Nhiều đó được rồi. Rồi con cầu nguyện thêm, rồi con cứu người Công giáo của con, con cứu anh em con. Chúa Giêsu nói với Phêrô, khi con đứng dậy con sẽ làm cho anh em con đứng theo. Khi mà Phêrô mà chối Chúa rồi đó thì Chúa cho Chúa tha thứ cho Phêrô. Chúa nói với Phêrô, khi con đứng dậy con sẽ làm cho anh em của con đứng với con. Thì cha nói hôm nay, cha nói lời đó với con. Khi con hết bệnh ung thư, con sẽ làm cho anh em của con hết ung thư. Lời cha nói với con nha. Lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, khi con té ngã, con đứng dậy, con sẽ làm cho anh em con đứng theo. Đó là lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô. Hôm nay lời cha nói với con, cha Tường nói với con, khi con hết bệnh, con làm cho anh em con hết bệnh. Con hết chưa? Vậy con sẽ làm cho anh em con hết bệnh nha. Đó là lời cuối cùng cha nhắn gửi con nha. Rồi thôi mình đứng lên cảm ơn Chúa nha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, xem thấy mặt Đức Chúa Trời đơn giản. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho con đi đường được bình yên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cảm ơn Chúa Năm. Cảm ơn ông Pháp. Về chi phí của chữa bệnh năm 2018, chi phí trong một năm qua 132 triệu đồng. Lý do là tất cả các bệnh nhân của năm 2018 vừa rồi đó là khi đến đây thì chữa bệnh là yêu thương vậy các không? Ủa như vậy chúng ta nói chúng ta chữa bệnh bằng công nghệ cháo nano thì tại sao chúng ta tốn tới 132 triệu đồng? Chuyện này hơi lạ phải không? Hãy cho giải thích cái chỗ lạ. Ví dụ như bây giờ là người ta đưa đến mình một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thì đương nhiên là cái ung thư này nó phải, ngoài cái chuyện thuốc nam ra, công nghệ cháo nano ra, chúng ta còn phải hợp tác với thuốc tây nữa. Chứ đâu có đơn giản là chữa hết họ được. Vậy thì trong quá trình chúng ta chữa họ ở đây, nhưng mà nếu mà trục trặc chúng ta phải chuyển họ đến bệnh viện Trà Vinh, hoặc là chúng ta chuyển họ đến bệnh viện Minh Tâm của tỉnh Trà Vinh, hoặc là chúng ta chuyển họ đến bệnh viện Chợ Rẫy, hoặc là chúng ta chuyển họ đến bệnh viện Truyền máu huyết học, vân vân. Nếu như cái bệnh của người đó mà cần đến bệnh viện nào giúp đỡ thì từ đây chúng ta sẽ chuyển họ đến đó. Vậy thì tiền xe cấp cứu nè, tiền khám cho họ, tiền chữa bệnh cho họ tại bệnh viện anh chị em thấy không? Cho nên nó khó khăn vô cùng trong vấn đề chữa bệnh. Không phải đơn giản là chữa một ca bệnh mà hết ung thư. Dĩ nhiên thì tất cả những cái bệnh viện mà khi mình chuyển bệnh nhân đó đi đó thì người ta chỉ chữa bằng triệu chứng thôi, chứ người ta không thể chữa được cái căn ung thư. Chỉ ở đây mới chữa được căn bệnh ung thư. Nhưng mà trong quá trình chữa cái căn bệnh ung thư đó thì bệnh nhân nó ngặt nghèo quá, nó nặng quá, buộc mình phải di chuyển đến thuốc tây để mà hỗ trợ trong 5-3 ngày gì đó để họ khỏe lại, rồi họ tiếp tục trở về đây để điều trị tiếp.
cho nên cái chữa bệnh ở đây khó vậy. Và cũng chính vì cái khó đó mà nếu như ở đây mà chữa bệnh một cách tự nhiên, tức là ai về chữa cũng được mà chữa không nổi, chữa bệnh không nổi. Vậy thì tại sao cha chữa không nổi? Là thứ nhất là cha không có kinh phí ha. Thứ hai nữa là cha cũng nói rõ là cái này cha nhắc lại thôi, là năm 2014 thì giáo hội Công giáo đã ra cho cha một cái dạ phạt dạ tiệt thông tiền tết. Tức là cái tiệt thông này nó vẫn còn hiệp thông với giáo hội, nhưng mà nó không phải là bị đuổi ra khỏi giáo hội, không phải là cha Tường bị giáo hội Công giáo đuổi ra, nhưng mà cha Tường bị giáo hội Công giáo dừng cái việc làm lễ lại, tức là không cho anh làm lễ nữa, không cho cha làm lễ nữa. Lý do là cha đang đi sai, ăn cây cỏ mang giống là cha đi sai, cho nên không cho cha làm lễ nữa. Để chừng nào cha ăn năn sám hối, cha thấy cha ăn động vật là đúng thì tôi cho cha làm lễ lại. Đó là như vậy. Vậy thì giáo hội Công giáo ra một cái văn thư là không cho người Công giáo đến với cha, cấm tất cả người Công giáo trên thế giới là đến với cha, là bị cấm. Từ chỗ đó thì nó mới có một cái lực là ban đầu thì linh mục Công giáo cha sở thì ký giấy đưa về để chữa bệnh. Thì thời gian sau thì cha sở ký giấy đưa về bị giám mục làm khó, rồi thì cha sở không dám ký nữa. Thì đến khi cha sở dắt về thì bị giám mục làm khó, rồi đến khi giám mục dắt về thì giám mục không chịu dắt về, rồi đến khi Đức Hồng Y dắt về thì Việt Nam giờ không có Đức Hồng Y, Việt Nam giờ không có Đức Hồng Y. Thì hôm nay cha tuyên bố thẳng luôn, do bởi ở Việt Nam không có Đức Hồng Y dắt con chiên về chữa bệnh, nghe kỹ nha, thì bắt đầu từ hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2019 thì sao? Thì Đức Giáo Hoàng dắt về. Vậy thì cha đã nói trước ở đây là ai là con chiên Công giáo, nghe cho kỹ nha, về truyền thông lại cho mọi người cùng sớm. Chỉ có Đức Giáo Hoàng dắt về mới được chữa bệnh. Đem cái mộc của Tòa Thánh Vatican về đây ký tên vô thì được cha chữa bệnh cho. Còn nếu không có Đức Giáo Hoàng dắt về thì miễn luôn, không ai được điện cho cha để xin chữa bệnh. Bắt đầu hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2019 Đức Giáo Hoàng Francisco đương kim dắt về thì được cha chữa bệnh, còn tất cả thì không được nữa. Ủa cha nói như vậy thì xem ra nó kỳ quá. Không có kỳ đâu, không kỳ ở chỗ là giáo hội Công giáo không có cho rằng là cha đúng, chỉ cho là cha sai thôi, chỉ cho là cha sai thôi thì cha không thể chữa được. Nhưng mà ngay chỗ này cha mở ngoặc cha nói luôn, cách đây hai bữa có ông cha giáo đại chủng viện thánh cái quý Cần Thơ đến thăm cha, là ông cha Phú. Ông đến ông thăm cha thì đến nhà thờ Dòng Lớn ăn cơm ngủ nghỉ một đêm, rồi sáng hôm sau lại đây thăm cha. Thì cha và cha Phú cũng tay bắt mặt mừng dữ lắm, tức là có nghĩa là cha Tường là học trò của tôi hồi xưa, bây giờ cha Tường bị giáo hội tiền thông thì tôi không biết lý do gì, thì cha cũng nói rõ lý do ăn cây cỏ là hạt giống chứ có gì. Thì tất cả cha và cha Phú không giải quyết được vấn đề để cha trở lại hay là để cho con chiên chữa bệnh, tại vì cái chuyện này là chuyện của người trên, của người lớn, người Công giáo giải quyết. Thì cha có nói với cha Phú rằng đây là cái chương trình chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người trên 196 quốc gia, chứ không chữa riêng cho người Công giáo hay là người Phật giáo. Nhưng tất cả những người thuộc các tôn giáo khác thì chủ tịch chữ thập đỏ xã dắt về, còn tất cả người Công giáo trên thế giới thì Đức Giáo Hoàng Francisco dắt về. Là giờ cha chỉ có biết hai người đó là cha chữa bệnh thôi, ngoài hai người đó ra là không ai được vô đây một cách đơn giản. Ngoài những người ngoại quốc mà có quốc tịch Mỹ, những người các nước khác mà có quốc tịch của nước khác ra sẽ chữa, không cần ai dắt về cả. Còn nếu có thẻ xanh cũng không được, thẻ xanh gọi là tạm dung tạm trú, ngoại trừ những người Việt Nam. Tất cả mọi người 90 mấy triệu dân của Việt Nam mà nếu là người Công giáo thì phải có Đức Giáo Hoàng dắt về,
Còn nếu là người các tôn giáo khác thì chủ tịch chữ thập đỏ xã giống gì? Cha nói rồi lại lần nữa nha. Thì cha nói trả lời với ông cha Phú. Thì cha nói là năm 2019 này, cha sẽ đến trong năm 2019 hoặc là 20 hoặc là 21. Cha không biết ngày nào, bắt đầu từ năm 2019 hoặc là 20 hoặc là 21 mà cha không biết ngày nào cha sẽ đến vào thì càng. Cha đi được không? Hả? Cha sẽ đến tòa thánh Vatican để hỏi Đức Giáo Hoàng cho ra lẽ ngọn ngành. Cái lý do tại làm sao mà không cho con chiên chữa bệnh mà cha sẽ nói chuyện trực tiếp với Đức Giáo Hoàng được, bởi vì cha biết nói chuyện tiếng Anh mà. Rồi, cha biết nói chuyện tiếng Anh thì đương nhiên Đức Giáo Hoàng biết nói chuyện tiếng Anh thì giữa cha và Đức Giáo Hoàng sẽ bàn với nhau. Chứ giờ cha không bàn với Hồng Y giám mục nữa, bán này không có thẩm quyền. Thì những người công giáo chờ nha. Ở đây những ai là người công giáo chờ năm 2019, 20, 21 nếu cha đến được Vatican được thì cha sẽ bàn trực tiếp với Đức Giáo Hoàng lý do nào anh không cho con chiên của anh chữa bệnh. Khi cha nói như thế, ông cha Phú á, ông cha giáo chậm, ông sợ rồi. Ông nói bây giờ cha phải bàn với ông Đức Cha Hai, rồi bàn với Hội đồng Giám mục Việt Nam đi, rồi mới có tính cái chuyện mà đi tòa thánh. Tại vì mấy ông phạt tôi là sai rồi, nhưng nó nói rung. Rung. Thấy không? Rung. Bây giờ rung rồi. Ngày trước cha làm việc ở đây thì khó quá, cha đi Hà Nội, cha hỏi Hà Nội. Thì bây giờ cha làm việc ở trong đạo công giáo mà khó quá, cha qua Đức Giáo Hoàng cha hỏi. Vì cha thương con chiên bệnh, cha đổi cái khăn the lên cho đi, được không? Xách cái khăn the vũ cái bạch cho hết bụi cái đậu lên đi. Qua Đức Giáo Hoàng hỏi tại sao anh không cho người công giáo chữa bệnh, trong khi đó 196 quốc gia không ai chữa được bệnh ung thư, có mình tôi chữa được. Con làm không? Có mình tôi chữa được ha. Gần 8 triệu người công giáo, gần 8 triệu người trên vũ trụ này có mình tôi chữa được, mà tại sao anh không cho người công giáo chữa được? Trả lời cho tôi. Kẹt lắm à. Cha đến tòa thánh là kẹt lắm. Này cha nói là cha làm nha. Nhưng mà cha không có định đi ngày nào. Cha chưa định ngày rõ, nhưng mà cha sẽ đi. Đó là cái chuyện. Còn trong năm 2018 vừa qua thì cha nhận bệnh khoảng 200 ca. Chết bao nhiêu ca thì cha không biết, là bởi vì là ở đây thì chết có mấy ca thôi. Còn khi họ đi, họ ăn, họ theo phát đồ không nổi, họ theo công nghệ không nổi, họ đi về nhà họ chết thì cha không biết, họ không thông báo lại. Còn cha cứu được 28 ca là có giấy tờ đâu đó đàng hoàng. Cha cứu được 28 ca bệnh nay. Cha nghe cho rõ nha. Cha cứu được 28 ca bệnh nan y có giấy tờ rõ ràng đâu đó đàng hoàng và có chính phủ Việt Nam phê duyệt. Cụ thể là chính quyền địa phương. À, cụ thể là khu vực các nhà khoa học đầu ngành cả nước ở Hà Nội đã phê duyệt. Con nguyện chung tin chót đời dân duyên.
đây niềm mơ ước đời xin mãi thuộc trọn về cha. Cho bao mưu toan tháng ngày giật vui, cho bao nguy nan một thân ta gần, nguyện linh hồn thân xác mãi là chim trắng, cho vẹn câu ước thề, cho thế trần mùa hồng ân. Chuyện mà cha chữa bệnh ung thư là cha chữa được, cha chữa đàng hoàng dữ lắm. Thì đương nhiên là bất kỳ người nào mà không được chữa bệnh là cha sẽ đi hỏi, cha hỏi người lớn, tại sao anh không cho con anh chữa bệnh, tại sao anh không dắt dân anh về đây chữa bệnh. Đó là cái cha sẽ phải hỏi ra, cha phải đặt ra để cha giúp người mà, cha cứu người mà, chứ cha không có ý gì khác cơ đó. Cha không có ý lập đạo, phản đạo, phá đạo hay là chống đảng, chống nhà nước. Cha không có ba ý này. Ở đây cha không ở không làm chuyện đó. Mà cha cũng có cái tinh thần mà con người cha không phải là con người đó. Con người của cha là con người của hòa bình, con người của yêu thương và cho không.
chứ không có con người của lập đạo phản đạo hay là chống nhà nước. Cha không phải là con người đâu, mà là con người của yêu thương và cho không, hay nói khác hơn là con người của hòa bình. Cho nên cha đến cha hỏi là để cha cứu dân chứ không phải cha cứu cha.